Mến chào quý và tất cả các bạn nhé. Hôm nay tiếp tục mình mời quý bạn cùng mình khám phá bảo tàng phòng không quân phần 2. Ở phần 1 mình đã giới thiệu cho quý bạn về những chiếc súng trên máy bay và những hiện vật có giá trị trong trận chiến đấu Điện Biên Phủ trên không. Quý vị và các bạn nào chưa xem thì hãy qua xem lại các bạn nhé. Lúc này Hà Nội đang thời gian dịch Covid nên khách tham quan còn chưa có thưa quý bạn. Ở chỗ này mình thấy bảo tàng phòng không quân họ trưng bày nhiều hiện vật và các hình ảnh bộ đội phòng không quân đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ từ mùng 7 tháng 2 năm 1963 đến mùng 1 tháng 11 năm 1968. Bây giờ chúng mình lên tầng 2 các bạn nha. Còn đây là phòng sa bàn chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không các bạn nhé. Còn chỗ này là mình thấy một số trang thiết bị của các chiến sĩ. Còn chỗ này là một số súng B40. Đây là súng 23 ni trên máy bay IN-28 do tổ bay của đồng chí Nguyễn Văn Chữ sử dụng trong trận tiêu diệt căn cứ địch ở Buông Nong ngày 9 tháng 10 năm 1972. Còn đây là đạn tên lửa các bạn nhé. Đạn tên lửa nhìn trông rất cầm kỳ các bạn.